Chào các bác nha, hôm nay em sẽ cho con thử con chim này của em vào cái lồng sập xem nào. Nó hót không nhé, để anh em cùng nghe hót này. Đấy, nó rất là nhát này. Rất khó. Đây, em sẽ cho vào cái lồng sập này. Đấy, cái lồng này thì em đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống cho nó rồi. Đấy, vào nha. Đừng nhảy nhiều. Cho thêm em với con sâu. Dương em lên. Cho em lên em hót nha. Bắt bội cho anh nhá.